bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 14 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các binh sĩ nước này đang tham chiến ở tỉnh biên giới Kut đã bắt giữ nhiều binh lính trực thuộc các lữ đoàn tấn công đổ bộ số 80 và 82 của quân đội Ukraine. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, việc chúng tôi bắt giữ binh sĩ đối phương diễn ra ở các khu định cư Malaya Lovnia, Martinovka và Ulanov, có tổng cộng 18 binh sĩ đối phương bị bắt lần này. Theo những hình ảnh được phía Nga công bố, các binh sĩ Kiev bị bắt giữ lần này đã được chuyển lên xe tải để đưa về hậu phương. Về phía Ukraine, ngày 14 tháng 8, Tổng thư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt giữ tại vùng Kut. Ông Oleksandr Zelensky nói, sáng nay, tức sáng ngày 14 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 cho đến 2 km ở một số khu vực thuộc Kut. Hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt. Thưa quý vị, một đoạn video được Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB công bố ngày 12 tháng 8 về cuộc thẩm vấn một binh lính Ukraine bị bắt ở vùng Kursk của Nga cho biết, lính tư nhân nước ngoài đang chiến đấu cho quân đội Ukraine trên lãnh thổ Nga. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, binh sĩ Ukraine xuất hiện trong video đã bị Nga bắt nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương vùng Kursk. Người đàn ông Ukraine, 26 tuổi, có tên Ruslan Potorovsky, tự nhận là thành viên của lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine và đang tham gia tấn công vào Kursk. Theo Potorovsky, lần đầu tiên anh ta nghe thấy tiếng trò chuyện bằng tiếng nước ngoài trên radio khi băng qua biên giới Nga và ban đầu nghĩ đó là một dạng nhiễu sóng. Potorovsky nói thêm, họ nói bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan và có thể cả tiếng Pháp. Tôi không hiểu, báo đài nhắc lại và chỉ nghe thấy những câu trả lời vô nghĩa. Tuy nhiên sau đó, Potorovsky nhận ra thông tin liên lạc là của bên mình bởi các quan chức quân đội Ukraine đang đáp lời. Ngoài ra, Potorovsky còn đề cập tới một lữ đoàn gồm những người từng ngồi tù đang tham gia cuộc tấn công của Ukraine và vùng Kursk của Nga. Chuyên gia quân sự Drago Posnik viết trong một bài báo cho Infobrick, tại Ukraine, hàng trăm lính tư nhân Pháp đang tử vong trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Drago Posnik nói, các hành động của Nga đã đặc biệt gây tổn hại cho các binh sĩ Pháp, những người tiếp tục thiệt mạng với hàng trăm người. Nhưng chỉ huy của họ vẫn đưa họ tới Ukraine để mất mạng vô ích trong cuộc xung đột mà lẽ ra không bao giờ xảy ra nếu không có lệnh của những bậc thầy bù nhìn của họ. Theo chuyên gia này, quân đội Pháp được gửi đến Ukraine dưới vỏ bọc lính tư nhân. Điều này cũng cho phép họ che giấu những tổn thất thực sự của mình. Ông Drago Posnik cũng lưu ý rằng các binh lính nước ngoài may mắn này đã trở thành mục tiêu chính của các tên lửa Nga như Iskander, Kinzo và Zircon. Phía Ukraine tung tin đã có lính Nga đầu hàng khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng Amad đã phản ứng gay gắt với thông tin này. Thiếu tướng Avdi Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad, phó cục trưởng cục chính trị quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết không một binh sĩ nào của lực lượng đặc nhiệm Ahmad đầu hàng theo hướng Kursk. Ông Alaudinov nói, đối thủ đã bịa đặt rất nhiều câu chuyện về việc các binh sĩ của lực lượng đặc biệt Ahmad đầu hàng, về các chiến binh Aida, nhưng điều thú vị nhất là không một chiến binh nào của chúng tôi đầu hàng. Trong khi đó, ngày 12 tháng 8, Cục An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố đoạn video thẩm vấn một người lính Ukraine bị bắt ở vùng Kursk của Nga. Đoạn phim được đăng trên ấn phẩm Ruskiyskaya Gazeta cho thấy Ruslan Potorovsky, một quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine. Người lính Ukraine cho biết việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các vùng biên giới của Nga đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Người lính này cho biết Ukraine đã được cho là hy vọng chiếm được các vùng biên giới để sau đó mặc cả với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình. Để đạt được mục đích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch tiến đến Kursk và Belgorod để chiếm thêm phần lãnh thổ cho một thỏa thuận mặc cả trong tương lai. Người đàn ông này cũng cho biết quân đội Ukraine được lệnh nổ súng vào cư dân địa phương trong trường hợp có sự kháng cự. Theo kênh RT của Nga, ông Alexei Smirnov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công vào một nhóm công nhân thuộc công ty điện lực ở vùng Kursk của Nga. Cụ thể, phát biểu tại một cuộc họp bàn về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở vùng Kursk, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông Smirnov cho biết, cuối tuần qua, một nhóm công nhân thuộc công ty điện lực Rosetti ở khu vực Belovsky đã bị tấn công và đạn pháo có chứa vũ khí hóa học. Quyền tỉnh trưởng Smirnov cho biết thêm rằng, các công nhân đã ẩn náu trong đồn cảnh sát và sống sót sau vụ tấn công. Tuy nhiên, theo ông Smirnov, một số cảnh sát và lãnh đạo hội đồng làng đã bị trúng độc trong vụ tấn công.
Ông Smirnov lưu ý các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine trong khu vực đã gia tăng và thông báo rằng lực lượng Ukraine đang kiểm soát khoảng 28 khu dân cư ở vùng Kherson. Hiện vẫn chưa rõ số phận của gần 2.000 người sống ở những khu vực này. Ông cũng báo cáo kể từ khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công, khoảng 12 thường dân đã thiệt mạng trong khu vực và 121 người, trong đó có 10 trẻ em bị thương. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Kherson. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công đã bị chặn lại và lực lượng của Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề. Theo ước tính mới nhất của Nga, Ukraine cho đến nay đã mất khoảng 1.600 binh sĩ và khoảng 200 xe bọc thép trong cuộc tấn công. Ukraine chưa bình luận về con số thương vong này cũng như cáo buộc dùng vũ khí hóa học. Tổng thống Putin đã mô tả cuộc tấn công này là một hành động khiêu khích quy mô lớn. Cũng trong ngày 12 tháng 8, Tổng thống Putin cũng cam kết đánh giá những diễn biến tại khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng. Ông Putin nêu rõ trong cuộc họp về tình hình tại các tỉnh Kherson, Belgorod và Bryansk trong bối cảnh Ukraine triển khai tấn công vào khu vực này. Trong phát biểu, ông Putin cho biết nhiệm vụ hiện nay của Nga là đẩy lùi quân đội Ukraine, đồng thời chỉ thị các cơ quan dân sự tại khu vực này hỗ trợ các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev. Tổng thống Putin chỉ rõ rằng Ukraine đang tìm cách phá hoại ổn định của Liên bang Nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh Kherson, nhưng Kiev sẽ không thành công. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kherson của Nga từ ngày 6 tháng 8. Ngày 9 tháng 8, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại Kherson, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Các biện pháp này có thể bao gồm di dời người dân đến các khu vực an toàn, đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Trong thông báo ngày 12 tháng 8, Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Gladkov, xác nhận địa phương này đã bắt đầu di dời cư dân đến những nơi an toàn hơn. Cùng ngày, Bộ phận báo chí của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết hơn 370 trung tâm tạm trú tại 54 khu vực của nước này đã sẵn sàng tiếp nhận cư dân ở các địa phương biên giới thuộc tỉnh Kherson. Các trung tâm tạm trú có sức chứa gần 28.500 người. Về phía Ukraine, trong bài phát biểu diễn ra vào tối ngày 10 tháng 8, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kherson của Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Theo hãng tin Reuters, ngày 11 tháng 8, cho tới trước khi có bài phát biểu nêu trên, ông Zelensky đã giữ im lặng về hoạt động tấn công của các lực lượng Ukraine vào tỉnh Kherson. Cùng với việc phá vỡ sự im lặng nêu trên, Tổng thống Ukraine cho biết thêm, ông đã thảo luận về hoạt động tấn công tỉnh Kherson với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Zelensky. Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng vào ngày 10 tháng 8, ông đã nhận được một số báo cáo từ tướng Oleksandr Zelensky liên quan đến tình hình ở tiền tuyến và hành động của phía Ukraine nhằm đẩy cuộc chiến vào trong lãnh thổ của Liên bang Nga. Theo ông Zelensky, Ukraine đang chứng minh rằng mình thực sự có thể khôi phục công lý và đảm bảo gây áp lực cần thiết lên Nga. Thưa quý vị, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 14 tháng 8 thông báo, một máy bay cường kích ném bom Su-34 của Nga ở vùng Kherson đã bị phá hủy trong đêm. Đơn vị tên lửa phòng không thuộc không quân Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ này. Cùng thời điểm, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại vùng Nizhny Novgorod của Nga, nơi có căn cứ không quân Svastlyka. Căn cứ này là nơi tập kết các máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal. Radio Liberty công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một đám cháy gần căn cứ Svastlyka. Đám cháy bùng phát sau khi khu vực này bị tấn công bằng máy bay không người lái. Ngày 14 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 2 km ở một số khu vực thuộc Kherson. Hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt giữ tại khu vực này. Trong một bài phát biểu đưa ra ngày 14 tháng 8, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Rodion Mirosnik cho rằng Ukraine tấn công tỉnh Kherson là hành động khủng bố và chí ít đã khiến các cuộc đàm phán hòa bình phải tạm dừng trong thời gian dài. Theo ông Mirosnik, phía Ukraine đã cố tình làm như vậy và việc đàm phán hòa bình với một kẻ thù hoàn toàn không đủ năng lực là điều không bình thường. Phát biểu tại cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các quan chức an ninh cấp cao và các thống đốc khu vực vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin cho rằng giờ đây đã rõ lý do tại sao Ukraine từ chối đề xuất quay lại với kế hoạch hòa bình của Liên bang Nga, cũng như đề xuất của các bên trung gian quan tâm và trung lập. Theo ông Putin, có vẻ như Kiev, với sự giúp đỡ của phương Tây, đang thực hiện ý muốn của mình là tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã đặt câu hỏi ngược lại rằng, nhưng chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở điện hạt nhân? Chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với họ?
Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này bao gồm yêu cầu công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Liên bang Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa Ukraine cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư, trong khi cố vấn của Tổng thống Ukraine là ông Mikhail Polodyak nói rằng các sáng kiến mới của Nga không có đề xuất hòa bình thực sự. Ukraine cho đến nay vẫn coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm, trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Moscow coi những yêu cầu này là phi thực tế. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!